trí thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm. Xin giới thiệu là đồng đạo Bùi Thị Nga trình bày qua đề tài là Đời là mộng huyễn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý ông bà cô bác cùng tất cả anh chị em trong buổi đạo tràng kính mến. Hôm nay con được hội đủ duyên lành, được các bậc lão thành nhín chút thời gian cho con đến đây để chia sẻ cùng với quý ông bà cô bác ít nhiều qua tinh thần Phật pháp. Thì hôm nay sẵn có duyên lành trong thời cùng cơ mạt pháp, nên Đức Phật mới nhủ lòng từ bi, thương xót hết vạn loại chúng sinh đang lâm vào cảnh khổ. Sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen, vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Thấy biển khổ đâu an lòng đặng, xong thuyền ra cứu vớt sanh linh. Chúng ta đang sống trong rừng mê biển nghiệp, cả muôn đời không có lối ra. Sống trong màn đêm buông phủ, bỗng có dần thái dương xuất hiện, xua đi đám sương mù, không còn bóng tối của vô minh. Nên lời pháp nhũ của Đức Phật truyền vào tâm, kết vào trí, để chuyển hóa lại khu rừng hoang phế mà bấy lâu nay chúng ta đã bị lầm đường lạc lối. Diệu nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn kiên tâm lần bước tới. Nên lời pháp của Đức Phật như tiếng chuông cảnh tỉnh đánh thức chúng sanh nương về tam bảo tu hành giải thoát. Nện vang một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Thì kính thưa quý ông bà cô bác, vì khởi giảng khai lai tre tàn măng mọc, thì đối với quý cô bác lớn tuổi đó thì gọi là tre tàn, còn con đó thì là măng mọc. Nhưng sự hiểu biết đó ít nhiều gì cũng đem đến đây để mà chia sẻ cùng với quý ông bà cô bác. Thì trong khi con trình bày có điều chi thiếu sót hay còn những phần nào kém khuyết, cũng ngưỡng mong các bậc lão thành quý cô bác quan hỷ và bỏ qua. Vì nếu không biết, thưa rằng không biết, còn biết thì cứ việc nói ra, nói năng chân chất thật thà, ấy là bản tánh của nhà chân tu. Thì hôm nay đề tài mà con muốn chia sẻ cùng với quý ông bà cô bác được mang tên Đời là mộng huyễn. Vì Đức Thầy cho biết cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng huyễn lập lè sắc hương. Thì đề tài hôm nay đó con tạm chia ra những phần như sau. Trước tiên, định nghĩa của đề tài đời là mộng huyễn như thế nào. Kế đến phần thứ hai đó, lý do gì mà sanh vào cõi mộng. Đến phần thứ ba, đi trên con đường mộng. Đến phần thứ tư, phương pháp tỉnh mộng. Đến phần thứ năm, nụ cười dở mộng. Thì kính mời quý cô bác và lắng lòng ủng hộ Phật pháp trên dưới một tiếng đồng hồ. Con xin thành thật tri ân. Thì trước tiên đó quý cô, con xin định từ đời là mộng huyễn. Đời đó là cõi đời mình đang sống ở đây nè cô. Còn ý nghĩa thứ hai đó là những người chưa phát tâm tu hành nên gọi là đời. Còn mộng đó là giấc chiêm bao. Mà nói về giấc chiêm bao á thì không có thật nha quý cô. Thường thường đó, ngủ đó, mình thấy mình giàu có, lên xe xuống ngựa, mừng lắm. Tưởng đâu là thật không mà. Mà khi giật mình thức dậy rồi á, không có thấy nữa quý cô. Có đó cái mình khổ, mà tưởng đâu là thiệt không mà. Còn cái chữ quyển đó là giả. Mà cái gì là giả đây quý cô? Thì thôi con cũng xin kể lại câu chuyện ha.
là ngày xưa đó, có cái ông trưởng giả này, ông rất là giàu có. Mà đó, ông á thì không có ham Phật Pháp, mà ngược lại đó, bà trưởng giả thì rất mê Phật Pháp. Khi mà nghe Đức Phật đến đâu thuyết Pháp đó, bà bỏ công chuyện ở trong nhà đến đó nghe Pháp. Một hôm đó, ông trưởng giả mới là theo dõi quý cô, tưởng đâu bà đi đâu không à. Cho nên một hôm á, Đức Phật đến á, cái nơi gần nhà bà đó để mà thuyết Pháp. Thì bà nghe tin Đức Phật đến, bà bỏ công chuyện trong nhà, bà đi đến. Lúc đó ông trưởng giả đi theo sau lưng, giống như quý cô mình đi đến đây niệm Phật vậy á. Ông chồng không biết, tưởng đi đâu theo dõi. Cho nên đó, khi mà bước vào đạo tràng đó quý cô, cái Đức Phật biết tâm niệm. Đức Phật nói á, nên nhớ thế gian này vợ là giả, con là giả, mà đó vàng cũng là giả. Quý cô bác thấy á, khi á, nghe Đức Phật nói vậy á, ông trưởng giả này ông mới tức giận đi, bước vào đạo tràng nắm tay bà vợ lôi về. Khi mà về đến nhà đó, cái ông điều tra mới nói á, tôi hỏi bà đó, bà có phải thiệt là vợ của tôi không? Bà trưởng giả nói, tôi á vợ của ông chứ vợ của ai đâu, mà hôm nay ông nói kỳ vậy. Vậy mà ông cù đàm đó nói vợ là giả đó, rồi ba đứa con đó tôi với bà tạo ra đó, có phải con thiệt của mình không? Thì tôi á với ông tạo ra mấy đứa con chứ đâu phải mà con sinh con lượm gì đâu, mà sao nay ông nói kỳ vậy? Vậy mà ông cù đàm cũng nói con là giả nữa. Rồi ba cái vàng đó tôi với bà đó dành dụm mua sắm đó mấy chục năm nay đó, có phải vàng thiệt của mình không? Vàng á thì 4 số 9 chứ vàng đâu mà vàng giả. Quý cô bác biết đó, tại vì đó ông trưởng giả này mê si, ông không hiểu lời của Phật dạy, vì Đức Phật đã đi trước, Đức Phật đã biết. Giống như đó quý cô lợi mấy đứa con á, con à lớn đó, con á cũng phải đau nha, con phải già nha, con cũng chết giống như mẹ nghe con, mà nó không hiểu gì hết trơn quý cô. Thì ông trưởng giả này cũng vậy chứ nữa, thì á do cái vô minh mà không biết, không hiểu lời Phật dạy. Vì đó ác thứ 10 đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thị, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chân, ngụy là giả, chân là thật, rồi lo quyển thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Thì mới lúc đầu đó ông không có tin lời Phật nói quý cô, mà một thời gian sau đó thì có câu trả lời nghe quý cô bác. Vì ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang, tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lẫm rộn ràng. Thì một thời gian sau ông trưởng giả này ổng đau mà thở thì hết nổi rồi quý cô bác. Lúc đó đó ông mới kêu bà trưởng giả lại, ông nói á, bà à, bây giờ tôi biết á tôi sống không có được bao lâu, mà giờ tôi thở á thì hết nổi rồi, bà thở tiếp tôi coi bà. Lúc đó bà trưởng giả nói á, như là đó cái việc gì á mà ông mượn tôi đó thì tôi làm thế ông được, mà cái này lỗ mũi ai nấy thở, làm sao mà tôi thở thế ông được. Lúc đó ông mới thấy là giả đó quý cô. Ông nói như vậy á, giờ này á tôi mới biết là giả. Ngày xưa đó ông cù đàm nói mà tôi đâu có tin đâu, bây giờ đó tôi mới thấy rõ sự thật. Cái thất vọng rồi, quý cô bác biết ông mới kêu mấy người con ra, là mấy người con mới đi ra khoanh tay hầu vậy đó, nói các con à, hôm nay đó các con được trưởng thành khôn lớn cũng là công lao ba mẹ rồi nuôi dưỡng, mà hôm nay á cha thì thở hết nổi rồi, các con thở tiếp cha của con. Mấy đứa con nói á, dạ thưa ba, như cái chuyện gì nặng nhọc đó, khiêng cây dắt đất gì đó thì ba mượn tụi con thì làm thế ba được, mà đằng này lỗ mũi ai nấy thở, làm sao mà con thở thế ba được ba. Thì lúc đó ổng lắc đầu, như vậy con cũng là giả nữa rồi. Cái đến vàng với cô, ông trưởng giả nói, bà à, bà vào trong á
bà đem ba cái vàng cho tôi nhìn coi bà. Đem ba cái vàng ra đó, con hỏi quý cô bác vàng sao mà thở được. Cho nên Đức Thầy cho biết đó, gẫm kim tiền bội bạc bất tài, không làm cho ta được sống dai, lại chẳng bước tiền đưa một bước. Hay là biết được trần gian là mong quyền, tự thân sửa soạn kéo vào quan. Con thấy á quý cô, nghệ sĩ ca hay á, người ta còn vỗ tay ủng hộ tinh thần. Mà này nghe Phật pháp đó, khi mà dứt câu giảng đó, quý cô bác ủng hộ cho con nha, cũng có phước luôn quý cô. Dạ con xin thành thật tri ân. Thì cái đó là biết khi mà đó, nhắm mắt lìa đời đó quý cô, mới biết được là giả. Cho nên đó, trần là chôn thay thiên hạ, trần là nơi đài đọa sanh linh, chung quy nó vẫn phụ mình, mặc dầu mình có tận tình yêu thương. Giống như ông trưởng giả lúc sống cũng lo cho vợ, cho con mua vàng, mà khi chết rồi đó, mượn thở một chút cũng không được quý cô. Cho nên Đức Phật bảo là phàm gian đô thị giả, như lời Đức Như Lai chỉ giáo, thân quyển hư đời ảo mộng trần, giả đời, giả cảnh, giả thân, ta bà sanh chúng đạo chân ráng tìm. Mà chẳng nói làm chi, xác thân mình cũng là giả nữa quý cô bác. Thì do đâu có xác thân này, nhờ bốn chất hợp thành: đất, nước, gió và lửa. Như Đức Thầy cho biết, thịt và xương cốt là chất đặc nên thuộc về đất, máu huyết là chất lỏng nên thuộc về nước, hơi thở của ta thuộc về gió, sự ấm áp của ta thuộc về lửa. Nhờ bốn món ấy hợp lại mới thành thân của ta. Mà nếu hễ đến ngày tàn hạ rồi, thì xương thịt rã ra quần lại đất, máu huyết chảy ra quần lại nước, hơi thở dứt đi thì trở lại với gió, sự ấm áp dứt đi thì nó trở lại cái nóng của mặt trời. Cho nên đó, giả thân kết cuộc cũng quần giả thân. Hay là xác thân giả tạm có đâu mang, chỉ mượn làm thuyền để quá gian. Khi đã lên bờ rồi phải bỏ, đâu còn tiếc nó để đeo mang. Cho nên là Đức Thầy cho biết, nghĩa là diệm hồng liên thơ thớ quần ca, tạo duyên giả rồi phàm gian thân giả. Đó là con đã định từ đời là mộng quyển đó quý cô. Còn tiếp theo phần thứ hai, lý do gì mà sanh vào cõi mộng này? Thì ở đây có hai lý do. Mà lý do đầu tiên đó quý cô, thì trước cái mộng có cái mơ. Ví dụ đi, ban ngày đó quý cô chú á, thấy người ta giàu, thấy người ta đi lên xe xuống ngựa, mình cũng muốn được vậy lắm. Thì do cái tư tưởng đó đó, thì ban đêm ngủ sẽ thấy lại rang vậy quý cô. Do cái tư tưởng của mình đó, ban đêm thì mình sẽ thấy lại. Thì đó nói về sự, về lý đó. Hôm nay sanh vào cõi mộng này là quá khứ mơ ước ham mến cõi đời này mới đầu sanh trở về đây. Mà đó, con ví dụ như quý cô mình đó, phải chi đó, ngày xưa mình muốn về Phật đó, thì mình về lâu rồi, đâu có ở cõi ta bà đau khổ này đâu quý cô. Ví dụ như đó, giống như quý cô bác mình đi đến đây niệm Phật vậy đó, nếu mà mình quyết tâm đi rồi đó, dù ai cản ngăn gì cũng đi nữa. Còn mà không đi rồi đó, không muốn đi rồi đó quý cô, thì cho ai níu kéo cỡ nào cũng không đi. Mà đi đến đây được, cái tâm vẫn đau khổ, vẫn hướng về nhà. Thì do cái quá khứ ham mến
muốn hưởng vật chất ở thế gian này mới đầu sanh lại đây nè quý cô. Bởi vì có cái câu chuyện đó, có một ông sư này, ông tu trong một ngôi chùa, tu hành rất tinh tấn. Nhưng mà đó, ông thích ăn mía lắm quý cô chú. Ở trước chùa đó, có trồng bụi mía, vài bữa đó, ông ra, ông đốn mía vô để mà ông ăn. Mà thích ăn mía lắm, cho nên đó, một hôm đó, ông chết bất đắc kỳ tử đi. Rồi vì cái lòng ham mến, luyến tiếc khúc mía đó đó, mà ông không được giải thoát. Ông đầu thai làm con sâu ở trong cây mía, hàng ngày đục từng khúc mía để mà ăn đó quý cô. Đó là cái lòng luyến tiếc mới đầu sanh trở về đây. Mà đó, nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Hay là phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi nấy không lầm một ai. Đó là lý do thứ nhất, quá khứ mơ ước mới đầu sanh trở lại đây. Còn lý do thứ hai là do 10 nghiệp ác mình gây tạo quý cô bác. Thì 10 nghiệp ác ở đây gồm có sát sanh, đạo tặc, tà dâm, rồi lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, tham lam, sân nộ và mê si. Do 10 nghiệp ác này, chúng sanh mới đầu sanh trong cõi ta bà để mà giai trả quý cô. Giống như đó, những người làm tội đó thì người ta bắt vào tù, vào khám giam, trừng phạt, đâu có được tự do. Thì giống như 10 nghiệp ác này mình cứ gây tạo, mới sanh vào đây, mới có cái sự giai trả. Mà Đức Thầy cho biết, cuộc đời giai trả, trả giai đổi dời. Hay là đó, ác chữ sông hiện ra, thiện nghiệp lóng nguồn chân, Phật tiếp dần cho. Thì nếu mình trừ 10 điều ác này thì về Phật rồi quý cô, chứ đâu hơi đây đâu. Cho nên đó, đó là lý do mà sanh vào cõi mộng quý cô bác. Như Đức Thầy cho biết, thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Đừng có tạo 10 nghiệp ác nữa quý cô, tam nghiệp hằng thanh tịnh mới đồng Phật giảng Tây Phương. Đó là cái phần thứ hai. Còn đến phần thứ ba là đi trên con đường mộng. Thì thôi con cũng xin kể lại câu chuyện là đi trên con đường mộng. Có cái chú này á, chú sanh lên cõi đời mà chú nghèo lắm quý cô. Một thời gian đó làm lụng sắm được đôi bò. Thì lúc đó đó, một thời gian sau thì ông cha đó ổng bệnh mà chết. Lúc đó chú mới là tự suy nghĩ đó quý cô bác. Nói giờ đó mình á, sống trên cõi đời đó, nghèo á, đi đến đâu á cũng bị người ta hạ nhục. Rồi đó mặc cảm lắm. Giống như á, thường thường quý cô mình lợi nhà giàu đó, ta thấy mình đến là ta đóng cửa liền, sợ đến mượn tiền này kia. Cho nên nghèo mặc cảm lắm. Đời đầy câu nhân ngã, sống bể cuộn phương đông. Như đó thầy cho biết đó, kẻ đói khó người sang hai lánh, bước lại gần chê lũ tanh hôi, cõi ta bà ta thấy hỡi ôi, sầu bá tánh quá nên kiêu cách. Người tàn tật đuôi cùi đói rách, ít có ai mà để mắt nhìn vào, chuộng những người dù giọng sắc màu, cậu với mợ, ông thầy cô bác. Thị kẻ khó như rơm như rác, ta quá rầu đài cát văn minh, mấy ai mà giữ dạ sắc đinh, theo tông tổ của mình thở trước. Thì lúc đó đó, quý cô biết làm sao không? Là ước gì đó, chú nói ước gì đó mình trúng đựng con số ha, để mà làm giàu với người ta. Cái lúc đó mỗi lần mà đến đốt nhang á, chú bằng thờ ông cha đó, chú nguyện giái á, cha ơi cha, cha có linh thiêng á, cha về cho con số nghe cha. Chứ quý cô bác thấy á, nghèo mà nhiều khi á, thấy người ta già cũng mặc cảm, không được như người ta nữa. Cho nên đó, con thấy cái tình trạng này á, ở ngoài đời chắc ai cũng có quý cô. Cái người mà quýnh số á, thường thường á, có cái bà cô gần nhà con á,
mỗi lần mà nghe đó, ở trong xóm đó có cái bà hai, ông hai nào đó mà chết đó, cái bà đến bà hỏi tuổi rồi. Cái cô bác biết sao không? Hỏi tuổi không quýnh số. Cho nên đó là nhiều khi con thấy có quý cô mà quý chú nào mà đánh số ghiền đó là gặp cái gì cũng bàn được trơn á. Rồi sau khi mà cái chú này đó, khi mà thành tâm quý đi với cô bác, một hôm chú nằm chiêm bao, cái chú thấy á, ông cha ông hiện về, ông mê lấy cái bàn tay của chú á, ông ghi lên là con số 09. Và ông nói rằng: nè con, cha đó chỉ cho con một lần thôi, mà đánh ít nhiều đó tùy theo con nha, nhớ một lần thôi. Sau khi mà giật mình thức dậy thì chú mới nhìn lên cái bàn tay thì còn con số 09. Cái chú mới kêu bà vợ thức dậy, nói mình thức dậy tôi nói cho mình nghe này nè. Hồi tối á, tôi ngủ á, tôi thấy ông cha ông về, ông cho tôi con số 09 còn trên tay đây nè, mà tôi dặn mình á, đừng có cho làng xóm ta hay. Tại vì mình biết không, cho người ta hay á, một đó người ta đánh đó giàu hơn mình nữa. Hoặc giả đó là người ta hay đó, ta đến ta mượn tiền mình nữa, lu bu lắm. Thôi đừng cho hay, hai chồng mình đánh thôi. Biết cô bác biết á, nhà đó thì đâu có cái gì mà tài sản lớn nhất đâu, thì chỉ có một đôi bò sinh sống qua ngày thôi quý cô. Cho nên chú cũng có cái lòng tin, tại vì cha mình cho mà, cho nên là bán hết đôi bò luôn, hy sinh luôn. Cái bán hết đôi bò được 10 triệu, đánh hết con số 09 luôn quý cô. Khi mà đến chiều đó, gần 6 số rồi đó, chú mới đem cái là vô đó, ra ở sau hè á, để mà nghe. Mà con hỏi quý cô bác á, trúng hay là chặt vậy? Cái này con mấy chú thì nói trúng, mấy cô nói chặt, chưa biết kết quả. Và khi mà đó gần đến giờ sổ số đó, thì ở trong la vô đó, người ta kêu hai em ra quay số, hai số đầu. Thì sau khi sổ rồi đó mới đọc lên là không, con số đầu là không, thì chú là hy vọng trúng rồi quý cô bác. Tại vì đánh 09 mà kêu số đầu là không thì mừng trong tâm rồi. Cái thêm con số thứ hai là không, là hai con số không không, quýnh con 09 mà sổ 00 đó quý cô. Lúc đó là chết đứng tại chỗ luôn rồi, là mấy ngày không ăn cơm uống nước gì hết trơn á. Cô bác biết, chú nói giờ đó có một đôi bò mà bán hết rồi, đây sắp tới lấy gì sống đây? Chết ông cha nữa, cha gì đâu mà cho số không trúng gì hết trơn á. Cái á, một hôm đó chú nằm chiêm bao, thấy ông cha ông về nữa quý cô. Rồi ổng tức giận rồi nha. Bình thường á, xưng cha con còn sớt à. Khi mà tức giận ông với tôi không à. Ông á, tại sao đó cho tôi con số mà cũng hy vọng là chúng tin tưởng rồi mới bán hết đôi bò mà đánh, mà sao không sổ con 09 mà sổ con 00. Quý cô bác biết ông cha ông nói gì nè: con à, con đừng có trách cha, tại vì con biết không phải mình ơn con xin đâu. Trên Châu Đốc á, có thằng Tí nó cũng xin chú nó số nữa, Cần Thơ với á, thằng Tèo cũng xin chú nó số nữa, chứ đâu phải mình ơn con xin đâu. Cho nên đó, gần đến giờ sổ số á, con biết đó, nạnh ai nấy chen vô để mà bóc con số. Cha đó thì con biết, cha thì già cả ốm yếu rồi, mà khi chen vào đó bóc con số 09 cho con trúng á, thì á, nó đẩy cha ra, tao té con gãy ba sườn nè mày ơi. Đã con biết đó, lúc sống cũng cực khổ, nuôi cho tụi con khôn lớn, bây giờ tao chết cũng không yên nữa, kêu gọi tao về cho số mà bây giờ đó làm hại tao phải tật nguyền nữa, gãy cái ba sườn rồi. Thôi con ơi, từ nay trở đi đó, đừng mà có mơ ước trúng số gì nữa, kệ đi, thà nghèo trong sạch mà thảnh thơi linh hồn. Khi mà thức dậy đó quý cô bác, thì nhớ giấc chim bao, hồi tối thấy đó, thì thấy nghe ông cha nói vậy, chú từ đó về sau không còn mơ ước trúng số gì nữa hết trơn quý cô. Mà con thấy á, chắc con số với cô bác mình á, nhiều khi á, cha hay mẹ chết cũng thường lại sinh số đó.
này chắc cũng có hả quý cô. Thì câu chuyện này con cũng xin phụ bình lại quý cô bác. Thì cái chú mà mơ ước trúng số ở đây là chỉ cho tất cả mọi người sống trên thế gian này, khi sanh lên cõi đời, ai cũng có một cái mơ ước hết. Tại vì mình không thấy cõi đời là giả, cho thân là thật, vật chất thế gian là thật, mới sanh cái lòng mơ ước, mong cầu quý cô. Chứ như mình thấy giả đâu hàm chi nữa, thân mình ngày mai đây cũng sẽ tan rã theo bùn lầy, mà đâu còn gì đâu mơ ước. Nên mình thấy thật quý cô mới mơ ước. Mà Đức Thầy cho biết, thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng rồi nó thèm quá tay. Có người đó mơ ước làm sao á, cho tôi á được làm một cái chức phận gì trong xã hội, như kỹ sư hay bác sĩ vân vân. Có người thì mơ ước có ruộng vườn thật nhiều để mà làm. Rồi có người thì lại mơ ước có của thiệt nhiều, xây cất nhà 3-4 tầng lầu để mà ở nữa. Thì cái đó là đi trên con đường mộng không đó quý cô. Nhưng mà đó, những điều mà mơ ước không được thì lại đau khổ giống như cái chú này. Hy vọng thì trở thành tuyệt vọng. Lời Đức Phật bảo đó, nếu như thế gian này mơ ước muốn cái gì được nấy đó, thì hồng trần không gọi là bể khổ. Tại sao quý cô? Ví dụ như hôm nay mình nghèo đi, mơ ước được giàu, nếu mà được đó thì đâu có khổ đâu quý cô. Rồi như mình tật nguyền đó, mơ ước mình được nguyên vẹn cũng đâu có khổ. Hay là đó, chết rồi đó, mơ ước sống lại đó thì cũng đâu có khổ. Nhưng mà đi ngược lại ý mình thì lại đau khổ. Như Đức Thầy đã cho biết, người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đạo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng. Cho nên mơ ước không được mới đau khổ quý cô. Mà giàu cho có được công danh phú quý, sự nghiệp giàu sang ở thế gian này, nhưng mà có rồi hưởng cũng không lâu dài đâu quý cô bác. Như Đức Thầy đã cho biết, cuộc phú quý tựa đám phù dân, cái sắc nước hương trời ấy của các trò, có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Thì có một câu chuyện đó, có cái chú này ở tại vùng Gạch Giá, Kiên Giang. Thì chú rất là giàu có quý cô, có một người vợ rất xinh đẹp, hai người con. Ở dưới biển đó thì chú có hai chiếc tàu đánh cá rất là lớn. Còn trên bờ đó thì ngôi nhà của chú tới 3 tầng lầu. Mà chú nói á, tiền của trong tay á, nói đến là bạc tỷ không đó quý cô bác, chứ không phải là ít. Nhưng mà có được công danh sự nghiệp rồi, hưởng cũng không lâu dài. Thì một hôm đó, vào năm 1997, thì cơn bão số 5 đưa đến tại vùng Rạch Giá, Kiên Giang. Thì lúc đó hai người con đang đi đánh cá trên hai chiếc tàu. Thì khi mà cơn bão đưa đến, nhận chìm hai chiếc tàu và hai người con lại mất tích. Lúc đó ở trên bờ đó, thì quý cô biết đó, nhà chú đó thì cơn bão mạnh quá nên phải sập. Mà chú được may duyên, chú được chạy ra khỏi căn nhà đó. Nhưng mà còn người vợ thì lại chết trong căn nhà đổ nát. Sau khi bão tan sóng lặng, rồi các nơi, các nhà hảo tâm đến mà cứu trợ. Lúc đó thì cũng có chú nữa quý cô. Khi mà nhận các phần quà của đó Mạnh Thường Quân, rồi cầm trên tay một lá thiệp, trong đó mỗi người được 50 ngàn, thì chú mới rưng rưng nước mắt và nghĩ đó. Chú nói lại, mấy giờ đồng hồ trước đó, đang sống êm đềm bên vợ con, mà chỉ đi qua một cơn bão thôi, nghĩa là vợ con, của cải, nhà cửa đều mất hết, không còn một vật gì. Cho nên chú nghĩ cuộc đời này có chi là bền chắc đâu, có đó rồi lại mất đó. Mà đó, quý cô biết đó, sau khi mà chú nhận xét cuộc đời như vậy, chú đi vào chùa mà xuất gia tu hành. Cho nên là Đức Thầy cho biết đó quý cô, giàu sang như nước trên nguồn,
gặp cơn mưa lớn, nó tuôn một giờ. Hay là cảnh hồng trần giàu lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mộ. Ăn của thổ thì quần lại thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất mà sự đời cũng mất. Nào có khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Nào kể ra vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lẫy, nào xe cộ tàu bè bóng bãi, nào bạc vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi dạng sự điều buông, sự vật mất còn thân cũng rã. Cõi tạm giả sát thân cũng giả, đến cuối cùng đều hóa ra không. Mưu mẹo gì cũng chỉ luống công, càng thêm tội chớ không tồn tại. Thì đó là nói về đi trên con đường mộng đó quý cô. Khi có được rồi thì đời ta còn, nó còn. Mà đời ta mất thì nó cũng mất mà thôi. Mà tại sao đó con số 09 này không sổ mà sổ con 00 quý cô? Vì con 09 đó, con thấy ở đời đó, người ta cất nhà hay làm đám gì đó, người ta cũng chọn số 9 là cái con số tốt đẹp quý cô bác. Ví dụ như đó là ta chọn mùng 9 hay là 19 hay là 29. Ví dụ như gã con cũng vậy nữa quý cô. Thì đâu có ai mà mong cái khổ hay là cái quả đem đến đâu, ai cũng mong cái là may mắn tốt đẹp đem đến hết. Nhưng mà đó, tại sao đó lại sổ hai con số 00? Thì ý nghĩa hai con số 00 này đó là cho biết con số 0 đầu tiên đó, khi sanh lên cõi đời không có gì đem đến hết. Quý cô chú mình suy nghĩ, khi mà đó mới lọt lòng mẹ đó, tên mình đó cũng chưa có nữa, rồi cha mẹ mới đặt tên xài hay ổi mít gì đó, rồi đó bộ đồ cũng chưa có mà mặc nữa, cho nên lớn lên mới là tạo tác làm lụng để mà tạo sự nghiệp công danh ở đây. Còn con số không sau cùng đó quý cô, khi đến cái ngày nhắm mắt lìa đời không có gì đem theo hết, nên gọi là hai con số 00. Phải chi đó nhà mình đó 3-4 tầng lầu mà đem được thì đâu gọi là giả đâu quý cô. Hay là tiền của chắc nhiều đi như núi đi nữa mà đem theo được đó thì đâu gọi là giả đâu. Nhưng mà khi chết rồi, của đó trả lại cho trần thế hết, mặc ai đó mà xài, mặc ai lấy đó mà sử dụng. Cho nên là có một câu chuyện, có cái chú này ở tại thành phố, chú thì rất là giàu có, thì có duyên với Phật Pháp, phát tâm tu hành. Rồi những cái nơi nào đó bảo lục, nghèo khổ thì chú đến cứu trợ, thường làm phước lắm quý cô. Nhưng mà đó, một thời gian thì chú mang bệnh, mà bệnh đó thì bác sĩ đó không có trị được, bó tay rồi. Cho nên đó chú biết sống không được bao lâu, chú mới dặn lại với các người con đó: các con à, nên nghe lời của cha dặn. Khi mà cha có mất rồi đó thì để cha vào quan tài, mà hai bên hông đó là khoét hai cái lỗ, đưa hai bàn tay ta cha ra. Rồi đó, trước khi mà đi chôn đó, để trên xe dạo quanh trên đường phố một vòng, rồi hãy đem cha đi chôn. Mà cha nói cho các con biết, những cái gì của cha đã làm, cha sẽ đem theo. Thì ông chỉ dặn bao nhiêu thôi quý cô, ít ngày sau thì ông qua đời. Mấy người con đó không có dám cãi lời, thì mới làm theo lời của ông cha dặn vậy đó. Thì một hôm đó, sau khi mà để vào quan tài, đưa hai bàn tay ra, rồi đó để trên xe dạo quanh đường phố một vòng, lúc đó đó thì có mấy chú đồng đạo tình cờ đi ngang mới đến hỏi. Thì mấy người con đó mới thuật lại như vậy, thì mấy chú này mới biết là giải thích cho những người con của là cái chú này hay. Ý muốn nói á, ông dặn lại đó, khi mà ông chết đó, để trong quan tài, đưa hai bàn tay ra, rồi dạo quanh một vòng trên đường phố, là ý muốn nói đó cho mọi người biết, dù ai có giàu sang cách mấy, dù ai có tiền của nhiều cách mấy, nhưng mà
khi nhắm mắt lìa đời thì vẫn hai bàn tay trắng, không đem gì theo hết. Còn đó, chú nói những cái gì chú làm, chú đem theo, là những cái phước chú làm, chú đem theo đó quý chú. Cho nên đó, trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Hay là đó, trăm năm có nghĩa gì đâu, hai bàn tay trắng về chầu Diêm Vương. Hoặc là cuối đường dành lời hai tay trắng, sao lớp ân tình năm mộ quang. Hay là bao nhiêu của cải tiền nông chẳng đem theo được một đồng trong tay, làm ra đó thì chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham đúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu, chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình. Rồi sát thân nhất định rã sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phút chung quy, bạc tiền là thứ vô nghì phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thân muôn đời. Cho nên hôm nay đó, Đức Thầy cho biết nhắm mắt cũng nắm mưa hai tay, đâu đem tiền của đêm rày hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn đến nơi thăm vắng cửa son Diêm Đài. Phước nhiều tiếng cành lên rày, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thế, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán. Hay là Đức Thầy có nhắc lại câu chuyện mà giấc mộng Nam Kha đó quý cô. Nghĩa là đó, một hôm đó, có anh chàng này tên là Thuần Du Phần thì đang dạo mát vậy đó, rồi lấy cái võng ra để mà giăng dưới gốc cây què. Lúc đó buồn ngủ rồi, nằm lên võng cái hồi á, mơ mơ màng màng ngủ. Khi mà trong giấc mộng đó thì anh chàng này mới thấy á, là đi lên kinh thành để mà ứng thi. Lúc đó đó thì thi đỗ đạt cao, thì nhà vua đó mới phong cho làm cái chức phò mã và gả công chúa một thời gian hưởng sự vinh hoa phú quý. Thì một hôm đó, giặc đó biên thùy đến, thì lúc đó nhà vua mới phong cho Thuần Du Phần làm một cái chức quan gọi là quan thái thú, trấn giữ ở quận Nam Kha. Lúc đó đó thì đem quân ra chống giặc, thì sau khi mà đánh giặc đó thì bị thua, kéo quân trở về. Lúc đó đó thì công chúa nhà đó đau mà chết, thì nhà vua mới hay tin đó, mới là trách, là đó nói Thuần Du Phần này đó không có bổn phận lo lắng săn sóc cho vợ, để mà cho công chúa phải chết chỉ có đứa con gái à. Cho nên đó nhà vua mới tức giận, nghĩa là đó lấy lại cái chức phò mã, rồi đó đuổi trở về quê luôn quý cô. Lúc đó khi mà giật mình thức dậy đó thì nhìn lại đó thấy mình ngủ ở trên võng á, vậy là hồi nãy đó mình thấy chỉ là giấc chiêm bao mà tưởng đâu là thật. Lúc đó anh chàng mới nghĩ đó, vậy là thế gian này chẳng khác nào như giấc mộng Nam Kha. Khi có đó rồi, hưởng sự vinh hoa phú quý rồi, rồi thời gian cũng mất chứ không có lâu dài. Cho nên đó là hôm nay Đức Thầy cho biết khuyên người trí sĩ mau mau tình giấc mộng Nam Kha chung thế trần.
là bồi hồi chợt tỉnh Nam Kha, đường danh nẻo lợi rồi xem ra ích gì, hay là mong dương trần tỉnh giấc Nam Kha, trừ vật dục trì chân bất hoại. Thì đó, đó là con nói về đi trên con đường mộng là tạo vật chất sự nghiệp thế gian này, gọi là đi trên con đường mộng đó quý cô. Thì hôm nay đó, khi biết hiểu được lời Phật thầy dạy đó, biết được cuộc đời là mộng quyển giả tạm, thì muốn tỉnh mộng phải làm như thế nào quý cô? Còn ví dụ á, như cái người đang ngủ đó, thì muốn thức á, phải nhờ cái người thức gọi dậy. Tại vì đó, chúng sanh trong nhà lửa đang say giấc mộng trường, nếu không người gọi thức tất bị cháy tan xương. Thì nói về lý đó, cái ngủ ở đây là mê nhiễm theo dòng đời, ngủ trong cái danh, cái lợi, cái tình, và chưa chịu tỉnh thức quý cô bác. Nên Đức Thầy đó cho biết là trần thế lợi danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, hỏi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đấng hiền từ cứu thế gian. Giấc mộng tràn, tràn là trường, nghĩa là dài, nghĩa là ngủ từ hồi vô thủy đến nay. Cho nên đó, Đức Thầy mới khuyên đó, là thấy dương trần ngủ mãi, ngủ hoài. Ngủ mãi là vào thời thượng quân, có cổ Phật Nhiên Đăng ra đời, lập lên liên trì hội, thì quý cô bác cũng còn ngủ. Còn đó, đến thời kỳ trung quân, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, lập lên Linh Sơn hội, thì quý cô chú còn ngủ mới ngồi ở đây nè. Chúng tôi về Phật đây. Mà trong cái thời kỳ này hạ quân mạt pháp, có Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời, lập lên Long Hoa Đại Hội. Cho nên Đức Thầy mới khuyên, thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Cho nên hôm nay đó, Đức Thầy dùng cái chánh pháp ví như tiếng chuông đó quý cô chú, để mà đánh lên cho chúng sanh thức tỉnh mà tu hành. Vì đó, đại đồng chuông đạo bôn cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê. Mà con thấy á, nhiều người ngủ mê đó mà kêu tiếng chưa thức đó quý cô, kêu 2-3 tiếng họ mới thức dậy, nhiều khi thức rồi ngủ chút nữa. Thì hôm nay Đức Thầy nói á, hỡi ôi, thấy chúng mới có bớt mê à, chứ chưa tỉnh hoàn toàn. Đạo màu siêu diệt, tập đời là đây. Hay là có lắm kẻ quá còn mê ngủ, rồi đó nghe trời rầm á, chưa đủ giật mình nữa. Cho nên hôm nay Đức Thầy mới nện nè quý cô, chứ nện là nó nặng hơn nữa đó. Nền gian một tiếng chuông linh cho người trong mộng biện minh lẽ nào. Hay là thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh. Thì đến cái phần mà thứ tư đó với cô bác, gọi là phương pháp tỉnh mộng. Nếu như đó quý cô chú mình thức tỉnh theo Phật, theo Thầy tu hành mà mình không thực hành theo đó, là cái giáo pháp của Đức Thầy chỉ đó, thì không có đi vào khuôn khổ của đạo đức, mà tu hành đó cũng không đắc quả, vì có hành mới có chứng đắc quý cô. Thì ở đây đó, thì có những phương pháp mà Đức Thầy đã chỉ dạy. Phương pháp tỉnh mộng thứ nhất đó là ăn chay. Quý cô bác biết đó, ăn chay ở đây Đức Phật dạy đó, tránh đi tội phước nhân quả và nuôi dưỡng gốc từ bi để mà sau này thành Phật. Con biết đó là quý cô chú á, ai cũng muốn cho mình thành Phật hết trơn á, mà mình còn sát giết chúng sanh, mình ăn làm sao mà thành Phật quý cô? Hồi đó giờ con chưa thấy Đức Phật nào mà ăn thịt chúng sanh thành Phật hết trơn á. Tại vì đó, Phật là cứu khổ ban vui, mà mình á thì sát giết chúng sanh, thì làm chúng khổ thì sao mà giống đức từ bi của Đức Phật được quý cô bác. Cho nên đó, từ bi nào nở sát sanh linh, gặm chúng cùng ta giống hữu tình. Và
Đức Lục Tổ có bảo đó, muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào. Lìa đạo mà tầm đạo, chung thân đạo khó giàu. Hay là ăn chay để tỏ dạ từ bi, không đành sát vật nuôi thì khẩu ta. Tai nghe chúng nó kêu la, ai mà cắt cổ lột da cho đành. Nghe lời Phật cấm sát sanh, không mắc quả báo, lòng lành được tăng. Lục thân thổ lộ làm ăn, nghĩ suy cho cạn mới hằng dùng chay. Mà Đức Phật bảo đó, cái người mà đó mà ăn mặn đó muốn thành Phật giống như cát mà muốn nấu thành cơm, làm sao mà được quý cô bác. Cho nên hôm nay đó Đức Thầy khuyên là ăn chay, chay 4 bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Tại sao Đức Thầy đưa ra 4 bữa quý cô? Vì căn cơ của chúng sanh chẳng đồng nhau, tu cao thấp khác nhau. Nếu như đó mà tôi bắt họ ăn chay trường thì họ ăn không có nổi. Cho nên tùy theo căn cơ trình độ mà họ ăn từ từ tiến lên, đi đến trường chay là kết quả. Như hôm nay Đức Thầy đã khuyên á, phần tu hành đảm bạc rau tương, miễn cầu được an khương bốn bề. Hay là tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Đó là phương pháp thứ nhất ăn chay. Đến thứ hai là phương pháp tỉnh mộng, nghĩa là cúng lại quý cô. Cúng lại ở đây để đền đáp tứ đại trọng ân. Tứ là 4, đại là lớn, 4 ân lớn. Vì hôm nay có được xác thân này nhờ tổ tiên, cha mẹ sanh ra và nuôi dưỡng. Rồi thứ hai đó, hưởng những tấc đất, ăn những ngọn rau, sống cảnh thái bình an lạc là nhờ ân đất nước. Còn thứ ba đó, biết được tội phước, nhân quả. Rồi đó, thiên đàng, địa ngục thì nhờ ân Tam Bảo đã chỉ dạy. Rồi đó, hưởng những là đó có đầy đủ vật liệu để mà sử dụng là nhờ ân đồng bào và nhân loại. Mà con hỏi quý cô bác á, bây giờ mình chưa có đắc đạo, mình không đủ tự lực để mình trả 4 cái ân này. Bây giờ mình phải cầu tha lực là cúng lại hằng ngày, sáng và chiều. Thì lời nguyện thứ nhất đó, quý cô chú hằng ngày mình nguyện đó, là mình đền đáp ân đất nước. Mà đối với đạo Phật thì không nói riêng về đất nước Việt Nam, nói chung toàn cả thế giới trên hoàn cầu này. Còn lời nguyện đó thứ nhì và thứ ba là trả ân tổ tiên cha mẹ. Mà nhiều khi cha mẹ mình bây giờ đó đã qua đời rồi quý cô bác, muốn đền ơn á, thì làm sao mà đền ơn được. Nên phải tu cầu, tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho bá tánh máu hồng bớt rơi. Còn đó, câu nguyện thứ tư là trả ơn đồng bào và nhân loại. Câu nguyện sau cùng là trả ơn Tam Bảo. Mà hôm nay Đức Thầy khuyên, nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Hay là đó, đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả thì chẳng còn tội căn. Cho nên đó, hôm nay đó cúng lại sáng và chiều quý cô bác, là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Hay là đó, sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tòa chương giữa kế. Đó là phương pháp thứ hai, cúng lại hằng ngày. Còn đến đó, phương pháp thứ ba đó là giữ giới. Thì á, quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy. Nghĩa là đó, hôm nay bước vào cửa Phật tu hành thì phải giữ giới luật. Mà đó, các đạo nào ra đời nếu không lấy giới luật làm nòng cốt, đó là đạo tà. Thì ở đây nó có rất là nhiều giới, thì con cũng xin trình bày. Giới của người đó phải có tam quy và ngũ giới. Như Đức Thầy cho biết, tam quy ngũ giới lòng hằng gìn theo. Thì tam quy ở đây là quy y Phật, quy y Pháp
quy y tăng, ngũ giới, không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Đó là giới của người. Còn giới của trời phải dứt trừ 10 điều ác. Còn giới của thinh văn đó quý cô, là phải hành bát chánh đạo và tứ diệu đế. Còn giới của duyên giác đoạn lìa 12 duyên sanh. Còn giới của Bồ Tát phải có lục độ vạn hạnh, bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn thiền định và trí tuệ. Còn giới của Đức Phật đó phải có 4 đức: từ, bi, hỷ, xả. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Thì tùy theo quý cô chú mình giữ giới, nghĩa là giữ giới thấp, chứng quả thấp, giữ giới cao, chứng quả cao. Vì giới như minh nguyệt, diệt như anh lạc châu, di trần Bồ Tát chúng, do thị thành chánh giác. Nghĩa là cái người giữ giới đó sáng như mặt trăng, sáng như châu anh lạc, mà Bồ Tát đông như di trần cũng nhờ giữ giới mà nên. Cho nên đó, hằng hà chư Phật Tây Phương cũng nhờ giữ giới tiếng sáng Phật đài. Hay là Đức Thầy cho biết, gìn giới cấm, sửa tâm mô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng tà. Hoặc là đồ lao muôn linh sánh nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm là phương pháp thứ ba nghe quý cô. Còn đến phương pháp thứ tư đó, mình phải niệm Phật. Tại vì á, sao mà Đức Thầy đó trong thời kỳ này đưa ra pháp môn tịnh độ dễ tu, dễ hành, dễ chứng đắc, mà dầu cho người hay súc sanh hay là ma quỷ hay là thần tiên gì đó tu cũng được không quý cô? Cho nên đó, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm, ma quỷ, súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ là dứt cuộc luân hồi. Ngày xưa đó, Đức Phật Thích Ca đó, ngày tu tới 91 kiếp đặng quý cô bác, đến kiếp cuối cùng mới chứng quả Như Lai. Mà hôm nay mình hành pháp môn niệm Phật, chỉ trong một kiếp thôi quý cô, cũng được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Mà ngày xưa Đức Phật bảo đó, vào thời kỳ mạt kiếp, các pháp đều diệt, duy trì có một pháp môn A-di-đà Phật. Vì 84.000 pháp, vào thời kỳ mạt kiếp, duy trì một pháp môn, niệm A-di-đà Phật, mọi tội lỗi đều tiêu, các vọng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành, đủ sanh về Phật quốc. Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, một câu niệm Phật không rời, khỏi khổ nhọc cũng đến Tây Phương. Hay là Đức Thầy cho biết, môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật ở xưa. Hay là đó, ao sen bảo Tây Phương đua nợ, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Hay là mạng kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Mà đó, phương pháp niệm Phật này không phải đó quý cô ngồi niệm mà đi đứng niệm cũng được nữa quý cô. Vì đó, đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ôm Phật sự,
cực lạc muốn vãng sanh, cứ y hành như thử. Mà hôm nay Đức Thầy cho biết Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đi, đứng, nằm, ngồi, ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Đó là phương pháp thứ tư niệm Phật nha quý cô bác, để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Con thứ năm đó là phải làm lành, vì một niệm Phật muôn ngàn viên đào, một điều lành phước báo trăm thiên, muốn cho cổ phẩm mau thiền. Ráng thường niệm Phật, ráng chuyên điều lành, thì làm lành ở đây cũng gọi là làm phước hay là bố thí giúp đời. Thì ở đây có ba phương pháp bố thí. Một là tài thí. Nếu như quý cô bác đó có tiền của thì mình đem ra giúp đỡ cho những người nghèo khổ, tật nguyền. Còn thứ hai là pháp thí, nghĩa là hiểu được Phật Pháp, nói cho mọi người nghe để giác ngộ tu hành, hay là nói những cái lời lành an ủi cho mọi người được an vui. Còn cái thứ ba là vô quý thí, nghĩa là bố thí không sợ nghèo, không sợ đói và không sợ chết, cũng gọi là đem công sức ra làm những việc từ thiện như bắt cầu, bồi lộ hay chặt thuốc nam, mà hôm nay Đức Thầy cũng đã dạy. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân. Hay là muốn cho rong đặng quá cù, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Đó là phương pháp thứ năm. Còn đến sau cùng đó là nụ cười dở mộng. Mà nụ cười ở đây đó là cái sự vui mừng. Con ví dụ á, như ở ngoài đời đó, người ta chiến thắng một cái người đó hay là đạt được một sở cầu thì nở một nụ cười vui mừng. Thì ý muốn nói hôm nay đó, hiểu được lời Phật dạy, biết được cuộc đời là giả tạm đau khổ, thức tỉnh tu hành, thì tương lai với cô bác đó sẽ được giải thoát hay đắc đạo, nên nở một nụ cười vui mừng. Mà chẳng những bản thân vui mừng, cha mẹ, ông bà, tổ tiên cũng vui mừng. Như Đức Thầy đã cho biết, thất tổ cửu quyền nơi chín suối, những mong hậu tấn biết tâm chay. Mà chẳng những như vậy thôi, thần, thánh, Phật tiên cũng phải vui mừng. Vì liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Hay là thánh tiên vừa nhếch miệng cười, chúc mừng trần thế có người chân tu. Thì ở đây có ba phần vui mừng. Một, đến ngày đại hội Lâm Hoa thì quý cô bác sẽ có mặt. Vì Đức Thầy cho biết nếu cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bất tội căn, để kiếp đến Lâm Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật Pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Còn ngược lại đó, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách, Phật tiên không chỉ bảo. Hay là mau chân bước đến Lâm Hoa hội, chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Đó là vui mừng thứ nhất. Còn vui mừng thứ hai đó, đến phút lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Vì đó, ăn theo Phật, ở theo Phật thì chết về Phật, như Đức Thầy đã cho biết. Mau thức tỉnh tu thân, kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sức lo toan dình dưới
một cái câu chuyện để tóm kết đề tài. Thì ngày xưa đó, có bốn vị tăng này một hôm rủ nhau đến cây nại để mà tu học. Thì lúc đó vào mùa xuân, qua nại chỗ rất đẹp. Rồi bốn vị tăng này mới khởi cái lòng vui thích, mới bàn với nhau đó là ở thế gian này cái điều gì là vui nhất. Lúc đó đó thì vị tăng thứ nhất lại nói rằng, nghĩa là vào mùa xuân đó, nếu được đi dạo vườn hoa ngự quyển của nhà vua thì là một điều vui nhất. Còn đó, đến vị tăng thứ hai á, thì nói á, vào mùa xuân đó phải tụ tập bè bạn, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, rồi đờn ca sướng hát, người chén tạc chén thù, đó là một điều vui nhất. Còn đó, đến vị tăng thứ ba thì nói á, theo tôi đó, như vậy cũng chưa vui nữa. Nghĩa là phải có tiền của thì nhiều chắc như là núi, rồi đó trưng diện cho cái xác thân này, rồi ngồi trên xe ngựa dạo quanh đường phố để mà cho mọi người nhìn giật mình luôn. Còn đó, đến vị tăng thứ tư thì nói á, theo tôi á, như vậy cũng chưa vui nữa, phải có vợ lớn, vợ nhỏ thiệt nhiều, ngày đêm vui chơi gọi thích. Thì sau khi đó, bốn vị tăng mới bàn với nhau những cái sự vui thích ở thế gian. Thì lúc đó đó, Đức Phật ngài mới đi đến. Đức Phật nói á, các ông đang bàn chuyện gì vậy? Thì bốn vị tăng này biết là giấu không được Phật, vì Đức Phật á, có tha tâm thông, cho nên là mới trình bày cho Đức Phật nghe. Lúc đó Đức Phật mới nói rằng, các ông nên nhớ, những cái điều mà các ông mơ ước đó, đó là con đường đưa các ông đi đến lo sợ, khổ não mà thôi. Nó không phải là thú vui và chắc ở thế gian. Thì nói xong, Đức Phật lại nhìn qua vị tăng thứ nhất và nói, dạng vật ở trên đời này giống như là mùa xuân vậy đó. Mới đó thì nó tươi đẹp, nhưng mà qua mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi nó cũng tàn rụi theo năm tháng, như lời thầy đã dạy. Vinh quá dường thế cút mây, cuối mùa tàn rồi ở lâu dài đằng đông. Còn đó, đến vị tăng thứ hai thì Đức Phật bảo rằng, như hôm nay cha mẹ, anh em hay bà con gì đó họp mặt, rồi ngày mai này cũng phải chia xa. Vì cuộc tan hiệp, hiệp tan ân ấy, đến xong đời để lại sầu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tối. Hay là phụ mẫu thân ân chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng dạ phân ly. Nhân tình tợ điệu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử vi. Cha mẹ ân sâu rồi cũng có ngày cách biệt, vợ chồng thương cách mấy cũng có ngày chia ly. Tuần đời ví như chim chung ngủ, sáng nặng con nào nấy bay đi. Còn đó, đến vị tăng thứ ba thì Đức Phật bảo là nên nhớ đó, của thế gian này là của năm nhà, chớ không phải của riêng mình. Một đó là nhà nước xuống công, hai là con phá sản, ba là bị giặc cướp, còn bốn đó là bị lửa thiêu, còn năm đó thì bị nước cuốn trôi. Như Đức Thầy đã cho biết, đời này danh vật làm chi, tới việc lý kỳ cũng thả trôi sông. Hay là ví dầu lập chữ công danh, đến khi rốt cuộc cũng đành thả trôi. Còn đến vị tăng thứ tư đó, Đức Phật bảo đó, vợ lớn, vợ nhỏ ở đây đó chỉ là viền mối yêu ghét mà thôi. Bởi với quý cô mình thấy á, ví dụ như thương vợ lớn đó, không thương vợ nhỏ thì cũng buồn, và thương vợ nhỏ, không thương vợ lớn đó thì cũng là phiền trách. Cho nên đó, là sau khi Đức Phật nói xong thì ngài mới dạy rằng đó, các ông nên nhớ, mình đã là người tu hành thì tinh tấn tu hành.
cho đến khi chân ngộ đạo. Chớ đừng mơ ước mong cầu những việc vui thú ở thế gian. Nói xong, Đức Phật mới viết cho một bài kệ: có ưa tất có sợ, có vui tất có buồn. Ưa vui nếu không có, buồn khổ sẽ không dương. Tham dục sanh sầu khổ, tham dục sanh lo lường. Nếu rời được tham dục, sầu khổ sẽ trống xuông. Nên ham pháp giữ giới, nên biết thẹn quy chân. Hành theo đạo mọi việc, gây kính mến chân nhân. Ngăn trừ các dục vọng, nói tưởng chánh một đường. Nếu cạn tâm tham dục, dòng sanh tử cạn luôn. Thì sau khi bốn vị tăng ngày này nghe Đức Phật thuyết một bài kệ thì tỉnh ngộ, và từ đó về sau tinh tấn tu hành, không bao lâu thì đắc quả A La Hán. Thì quý cô bác thấy đó, qua câu chuyện trên thì chẳng những nói với người đời không, người ta mơ ước mà nhiều khi đạo đó cũng còn mơ ước nữa. Giống như quý cô mà đi ra đường đó, thấy nhà cao 3-4 tầng lầu mình cũng ham nữa. Ước gì ở nhà được như vậy, hay là thấy người ta đeo vàng mình không có cũng tuổi nữa. Mà nếu như đó quý cô bác mình đó còn mơ ước ham muốn những vật chất thế gian đó, thì còn nằm trong cái vòng vô minh. Vô đó là không, minh là sáng. Không sáng nên gọi là tối, nghĩa là đó không thấy rõ sự thật. Thấy tà nói chánh, gặp chánh á tưởng tà, giả đó cho là thật, mà thật á thì cho là giả. Mà chúng sanh đó phải chịu luân hồi sanh tử không được giải thoát, cũng do vô minh mà ra. Thì ở đây đó Đức Thầy cũng có dạy là trong đó thập nhị nhân duyên. Nhân duyên thứ nhất phát khởi từ màn vô minh mà che lấp bản ngã linh hồn, nên làm cho người phải tâm tối mê sai, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Đây là 12 duyên sanh. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, danh sắc sanh lục nhập sanh xúc động sanh thọ cảm sanh ái, ái sanh bạo thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử. Đó là 12 duyên sanh, nó dắt đi từ kiếp này đến kiếp kia, không có dứt. Cái vô minh nghĩa là tối tâm mê dốt, từ hồi vô thị có mê dốt, ta mới hành rạp động. Rồi hành động ấy sanh ra muôn pháp, nên mới có cái thức biết. Ví như loài cây cỏ, sắc đá vô tình, không biết chi cả, đâu có danh sắc. Còn ta là loài hữu tình, cái biết ấy nên có xác thịt và linh hồn, danh sắc. Xác thịt và linh hồn có thì phải có 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhiễm với 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nên gọi là lục nhập. Có lục nhập mới có tiếp xúc với mọi người và vạn vật, nên gọi là xúc động. Rồi từ chỗ tiếp xúc mới thọ hưởng của tiền trần, nên gọi là thọ cảm. Có thọ cảm, thọ hưởng của tiền trần, rồi mới có cái ưa thích, quyến luyến thân tình, nên gọi là ái. Muôn việc chi ở đời, nếu ta yêu thích cái điều đó thì ta phải gắn tâm gìn giữ chặt chẽ, nên gọi là bảo thủ. Mà gìn giữ chặt chẽ thì mới có sống, nếu không làm sao mà ta sống, nên gọi là hữu. Rồi cái sống ấy mới tiếp ấy, mới đầu thai trở lại cõi trần đặng hưởng dụng, nên gọi là sanh. Muôn loài vạn vật hỡi sanh ra thì lớn, hỡi lớn tất phải già. Bị trong tứ đại đất, nước, gió, lửa, làm nên nào là tứ thời cảm mạo bất hòa. Hễ già thì yếu đau, nếu đau tất là phải chết, nên gọi là lão tử. Ấy vậy cái nghiệp nhân của già chết ấy cũng tại cái vô minh mà ra tất cả. Thì hôm nay đó, Đức Thầy cũng noi theo Đức Phật ngày xưa, cũng đưa ra một cái bài pháp giống như bài kệ của Đức Phật ngày xưa để mà diệt trừ vô minh chứng quả tại thế. Là cái phương pháp Đức Thầy có dạy trong môn Hoàng Diệt: nếu ta tìm con đường
đi. Bác chánh ở đây gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định. Vì đó thầy cho biết, thiền lâm Phật thích thở xưa kia, non tiếc rèn ra bát chánh kia, phổ quá dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh biên. Cho nên đó, nếu ta tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh định tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ, gây mối thiện duyên, lần lần trí tuệ mở mang, cõi lòng sáng suốt thì màn vô minh sẽ bị diệt. Vô minh bị diệt thì hành diệt, hành bị diệt thì thức diệt, thức bị diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc động diệt, xúc động diệt thì thọ cảm diệt, thọ cảm diệt thì ái diệt, ái bị diệt thì bảo thủ diệt, bảo thủ bị diệt thì hữu diệt, hữu bị diệt thì sanh diệt, sanh bị diệt thì lão tử diệt. Ấy là giải thoát vậy. Thì kính thưa quý ông bà cô bác, thì hôm nay đó, thì trong cái mục mà Messi đó, Đức Thầy cũng có nhắc lại, nghĩa là hãy xóa bỏ những điều mê tín, quy thuận theo tinh thần đạo đức, lánh chốn mê lầm, tỉnh cơn mộng quyển, phá tan màn vô minh, che mờ tâm trí, lần bước trên con đường đạo hành, đi đến chỗ bất diệt và bất sanh. Hay là họ không chịu hiểu rằng ngoài kiếp phù du của trần thế có cái gì không di không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ thì thấy rằng ở cảnh ấy con người sẽ hết khổ, hết buồn, hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định dẹp bỏ hết các sự phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lôi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như chân lòng, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh ngoại, dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. Thì kính thưa quý ông bà cô bác cùng tất cả chị em kính mến, thì tóm tắt đề tài hôm nay, đời là mộng quyển, như Đức Thầy đã có dạy đó, gẫm cuộc thế chẳng qua tuồng mộng ảo, cuộc truy quan thường giết khách tài hoa, nghe chuông linh sớm dứt bể ái hà, kẹo giật dục cuốn lôi vào bể khổ. Hay là bình tĩnh lại mới biết đời là già, ôi ngốc ngà danh vọng mong ai ơi, quyết đánh tan quan trái của cuộc đời, tìm chân lý đắp xây nguồn hạnh. Thì trước khi dứt lời, con cũng không quên cầu nguyện ơn trên Tam Bảo, Hoa Linh, Phật Tổ, Phật Thầy, đồng từ bi gia hộ cho tất cả quý cô bác sống trong mái ấm gia đình, lúc nào cũng an vui hạnh phúc, sống hưởng trọn phúc duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật, và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Đến đây con xin phép dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.